Hiền Vừa xin chào cả nhà mình ha. Thì hôm nay chủ vườn mướn mình leo cây dừa ở cả nhà. Mà cả nhà xem cây dừa nè. Đó. Thấy cây dừa, cả nhà thấy cây dừa không? Toàn là dừa đực không à. Đó, một buồng vậy có con trái hai trái nè cả nhà. Nhìn nó cười không? Trèo cây dừa này xuống sông là khổ khổ lấy tiền cây luôn nha cả nhà. Đó. Có bán chát gì được đâu mà lấy từng cây cả nhà. Trời ơi cái dừa đó, nhà thấy không, một buồng á, có buồng á, cái kia còn được hai ba trái nè, còn có buồng là không có trái nào luôn á, nhà thấy không đó. Trồng dừa mà như vậy thôi rồi xong rồi đó. Leo cái dừa này xuống mà trả từng cây cả nhà có lấy không, khỏi lấy luôn. Trời ơi, buồn nào buồn nấy cả nhà nói không. Lúc trước mình có bán một cây dừa xanh nó cũng giống y chang như vậy nha cả nhà, còn cái dừa này là cái cây dừa đỏ ha. Vậy mà chủ nhà không có đốn bỏ để trồng vậy đó, để chặt đất vậy đó, thì tôi đốn bỏ mà bỏ nó mẹ rồi cái mình trồng là cái cây cây dừa khác vô. Giờ để cái trái vậy đó. Nản không đó, đi mình tuột xuống cái mình gom lại cho cái nhà mình xem nha. Nhà mình thấy không, một đống ngùn ngụn luôn, nó có một buồng còn có được có hai trái nè. Nản không cả nhà, nó trồng dừa mà nó ra như gì là thôi bó tay luôn rồi. Mà hiện tại bây giờ là mùa nắng nha cả nhà, cũng gần Tết rồi đó, dừa cũng hết rồi, mai mốt dừa hết trái thì nó cũng vậy luôn nha cả nhà. Thật sự mà nói luôn á, dừa giờ dừa hết hết trái luôn rồi. Nó trái dừa giặt ra thấy nản không. Mình giặt mà mình còn mắc cười đó. Đó. Ở nhà, cả nhà xem kênh thấy hay á thì đăng ký kênh ủng hộ Hiền Vừa, mình cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ha.